Xin chào quý vị nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán có vẻ như là đã tạo đáy vào tháng 11 năm 2022 và cổ phiếu ngành chứng khoán rất được quan tâm. Bởi vì thông thường khi thị trường chứng khoán tăng mạnh trở lại trong một cái chu kỳ uptrend thì các cổ phiếu chứng khoán thường tăng từ 3 đến 10 năm, thậm chí 20 lần. Chính vì thế cho nên có bạn có comment hỏi chúng tôi là triển vọng ngành chứng khoán 2023 sẽ như thế nào, sẽ đi về đâu. Thì chúng tôi sẽ trao đổi về vấn đề này một cách cụ thể như sau. Đầu tiên là về cơ hội cho ngành chứng khoán năm 2023. Thị trường chứng khoán thì được dự báo khả năng cao đã tạo đáy vào tháng 11 năm 2022. Do đó, 2023 dự báo sẽ có cái sự tăng trưởng tốt hơn trong năm 2022. Từ đó khiến cho cái ngành chứng khoán sẽ được rất quan tâm với các nhà đầu tư, đặc biệt các nhà đầu tư cá nhân. Thứ hai là lãi suất tăng khiến cho lãi từ cho vay margin và lãi từ cái việc tiền của công ty chứng khoán đi gửi cũng tăng, làm tăng cái lợi nhuận tài chính. Thứ ba là tự doanh của các công ty chứng khoán sẽ có một năm được dự báo là tích cực hơn so với năm 2022 rất nhiều, khi dự báo rằng chỉ số sẽ khả năng cao sẽ tăng trong năm 2023. Và thứ tư là cái xu hướng nhà đầu tư gia tăng trên cái thị trường chứng khoán vẫn là tất yếu, bởi vì ở Việt Nam hiện nay thì về cơ bản mới có khoảng 2% nhà đầu tư thôi. Còn có 6%, tức là 6 triệu tài khoản, nhưng mà thực tế chắc chỉ có 2 triệu nhà đầu tư thôi, đúng không ạ? Và cái xu thế này đặc biệt là nó có thể diễn ra mạnh mẽ trở lại từ cuối 2023, từ đó thu hút thêm rất nhiều các nhà đầu tư mới và lượng tiền mới vào thị trường, và công ty chứng khoán sẽ được hưởng lợi. Và thứ năm là định giá cổ phiếu của các công ty chứng khoán vào cuối năm 2022 này là tương đối hấp dẫn, với rất nhiều các công ty chứng khoán hàng đầu có PB từ 1 đến 1.4 lần, thấp hơn rất nhiều so với trung bình của cái ngành này khoảng độ 2 đến 2.5 lần. Còn về rủi ro với ngành chứng khoán thì sao? Đó là thứ nhất, trái phiếu khó khăn khiến cho các cái công ty chứng khoán có cái hoạt động nguồn vốn tư vấn bảo lãnh phát hành trái phiếu, rồi là đầu tư trái phiếu doanh nghiệp thì họ sẽ có khả năng giảm lợi nhuận ở cái mảng này. Rồi là xu hướng giảm phí giao dịch chứng khoán có thể khiến cho cái doanh thu và cái lợi nhuận của mảng môi giới của các công ty chứng khoán giảm, thì cái xu hướng miễn phí giao dịch này gần như là tất yếu rồi, thì nó đang diễn ra. Và thứ ba là cái rủi ro pháp lý tại nhiều công ty có cái hành vi thao túng chứng khoán khi ủy ban chứng khoán và các cơ quan chức năng tăng cường việc thanh tra kiểm tra. Và gần đây đã có một số lãnh đạo các công ty chứng khoán bị bắt vì cái tội làm giá cổ phiếu rồi. Chính vì thế hãy tránh xa những cái cổ phiếu chứng khoán mà nhỏ kém và có cái hiện tượng làm giá. Và thứ tư là những cái rủi ro về suy thoái kinh tế thế giới, chiến tranh hay các cái rủi ro bất ngờ khác thì có thể tác động rất mạnh đến cái thị trường chứng khoán rất nhạy cảm, và trong đó ngành chứng khoán là ngành nhạy cảm nhất trong các cái ngành. Và chúng tôi cho rằng về ngành chứng khoán thì sẽ xuất hiện các cái cơ hội tăng giá rất mạnh trong khó khăn. Và những cái doanh nghiệp, những cái công ty chứng khoán đáng chú ý chúng tôi cho rằng gồm có những công ty như chứng khoán Hồ Chí Minh, chứng khoán MB, chứng khoán VN Direct, chứng khoán Smart Invest hay chứng khoán Bản Việt chẳng hạn. Đó là những cái công ty mà rất đáng chú ý nếu quý vị quan tâm đến ngành chứng khoán. Thì theo quý vị, ngành chứng khoán 2023 có cơ hội hay không? Hãy comment xuống phía dưới để chúng ta cùng thảo luận.